mụn ở khoảng hai bên cái xương gò má ở đây, với lại chỗ khác có những cái mụn ẩn rất là khó chịu. Tình trạng tương đối là nghiêm trọng, nói chung là khiến cho mình rất là mất tự tin. Thì tìm cũng khá là nhiều cách điều trị, kiểu như ai chỉ gì cũng làm nhưng mà nó không có cải thiện được nhiều. Sau đó thì có một người quen chị đến đây, lúc đó cũng chưa tới, chưa chịu tới đâu, cũng còn tự tin lắm, thấy là vấn đề chưa nghiêm trọng lắm. Sau đó thì bắt đầu nhiều người nói, bắt đầu cảm thấy là không ổn rồi, nên là mình tới đây theo giới thiệu của rất là nhiều người quen. Hai lần khi mà tới Pen á, thì bác sĩ vạch ra cho mình một cái lộ trình điều trị khoảng 6 tháng, mình nhớ là như vậy. Khoảng thời gian đầu tiên là bác sĩ cho mình uống thuốc để mà đầu mụn khô lại, và sau đó là bắt đầu lấy những cái mụn trên da ra. Sau đó thì khi mà hết mụn thì bác sĩ đề nghị là mình làm một cái laser để mà giảm thâm, với lại để cho nó thúc đẩy tế bào tế bào để nó không bị sẹo da. Ra thì lúc đến đây là gặp bác sĩ Ngân. Bác sĩ Ngân thì rất là kiểu như bác tư vấn rất là nhiệt tình, kiểu như giải thích cho mình là cái tình trạng da của mình như thế nào, rồi nói cho mình biết những vấn đề gì, với lại cũng an ủi mình rất là nhiều. Đầu tiên là bác bạch cho mình một cái liệu trình, tức là bác sĩ nói là kiểu như nếu mà điều trị khoảng thời gian nào thì da mình sẽ cải thiện ở mức độ bao nhiêu. Thì cái điều đó là mình rất là kiểu như là mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, tại vì mình cảm thấy có tự tin hơn, tại vì mình biết là khi nào mình sẽ khỏi. Rồi kiểu như mỗi ngày, mỗi lần điều trị xong là kết quả về là có thể thấy được liền, nên rất là đỡ. Sau đó thì thực ra thì các chị nhân viên ở đây cũng dạy mọi người rất là tốt, tới mà nói vấn đề gì là mọi người cũng an ủi, cũng chia sẻ, thật sự là mọi người đã hỗ trợ rất là nhiều. Mình có một cái lời khuyên từ kinh nghiệm của mình. Thực ra thì đến bây giờ ngồi đây thì mình mới nói được, chứ lúc trước mà mỗi khi mà bị mụn mà nghe tới bác sĩ thì rất là sợ và nghĩ là chỉ nổi mấy cái mụn thôi thì không cần đến bác sĩ đâu. Nhưng mà bây giờ thì mình khuyên các bạn là khi bị tình trạng như vậy thì mình nên tìm đến bác sĩ để nhận được sự tư vấn và điều trị kịp lúc. Như vậy thì cái việc mụn nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới quá trình làm việc và học tập của mình. Và cuối cùng thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Tăng Clinic vì đã là một người bạn đồng hành với mình trong công cuộc trị mụn khoảng trong gần 2 năm vừa qua. Chúc cho Tăng Clinic sẽ thành công và sau này sẽ giúp đỡ được nhiều khách hàng hơn nữa.